Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại đang có mặt ở sân bay quốc tế Penang. Đây, sau đây đang đứng đối diện với cả đường băng cất hạ cánh. Trên đó sẽ có một máy bay hạ xuống đường băng. Ở nhà nghe chưa? Đó, máy nghe trên đầu này. Wow. Cái sau đây đường băng cất hạ cánh. Tuyệt vời lắm. Đang đứng tìm chỗ săn máy bay nhưng mà nắng quá.